Xin chào cả nhà. Hôm nay thì tụi mình sẽ làm vườn một tí ha. Thì mình trồng thiền, để trồng mấy cái cây này nè. Cả nhà xem cho vui nha. Thằng bé út đang ngồi đây để nhìn ba mẹ làm nè. Chồng của Hiền bây giờ là chuẩn bị pha đó. Xay đó như mixing là soil. Roast up. So he's got some cheap soil mix from the shop. Yep. We're going to put this stuff in there too. Yep. Đây là tụi mình mua cái organic compost này nè. Là rất là rẻ, có 3 đồng 95 mà 25 lít. Còn cái này là cái Collide. So you say that it will keep the moisture in the soil. Yeah, just aerates the soil, I think. Hydrate the soil. Aerate. So it get the air through the soil. Yeah. Có nghĩa là cái món này nè sẽ làm cho không khí á nó vô được trong cái phần đất á, thì phần đất sẽ tốt hơn hay cả nhà chồng thì nói là cái này rất tốt khi mà trồng cây nè. Cái này Hiền không biết. Cái này chồng Hiền mua nè. Đó, giờ chuẩn bị. Bạn thấy nhân vật quen thuộc là đang ngồi đó. So we'll fill one of these pots up. Yep. That should be enough soil for both the pots, I think. The bottom of it? Yeah. Just fill one pot up. Yeah. Alright. Put that in there. Because you remember you're gonna lose the space from the soil that's already around the plant. And then some of this stuff. Yep. So, do you want to bring it in a bit closer, bud, and we'll have a look? Hold that one. Come in a bit closer. Đó, chồng của Hiền muốn quay gần cho mấy bạn xem nè. Bây giờ anh bỏ cái đất vô, mình sẽ bỏ cái này vô ha. Xem là cái play đó là nhìn nó vậy đó. Nó màu trắng nhìn giống như xốp vậy đó. How many pots do you want done? Maybe three. Three? Yeah. Alright, we'll chuck some more perlite in there. In here? In here. And I'll chuck some more soil in. Oh, because you want to fill one whole pot up for your chilies, right? Yeah, I want a lot of chilies. Bring a pot over and put it in the bucket for me. And fill another pot up. Mm-hmm. If you want one more. Yeah. Yeah. Đó. Thì để vô thêm một cái chậu như vậy nè, đất đó, rồi dọn lên. Tụi mình sẽ bỏ vô 3 chậu cả nhà ha, 3 chậu. Want perlite? Really? Some newspaper before, didn't you? I chuck it in the bin, just right there. Đây nè, tụi mình sẽ trồng parsley, rau cần và rosemary. Đây là một cái loại rau mà rất là ngon cho cái món sườn cù. Đó, thì hôm nay hai vợ chồng mình sẽ trồng hai loại này vô mấy chậu này nha. Em bút ngồi quậy mình đi. So you see how the holes got, sorry, the pots got the holes in the bottom?
vanilla nè, cay cực kỳ cay luôn. Wow. Mình sẽ trồng mấy cái trái ớt hiểm này đây. Wow. Try and keep all that soil together as much as possible, right? So you don't disturb the roots. So what you do is put your finger over it like that, and just turn it upside down, give it a little squeeze, yeah, a little wiggle, yeah, right? And it'll come down like that. You can see the roots. Yeah, give it a good drink. Cái rosemary này dịch sang tiếng Việt là gì Hiền cũng biết. Tại vì mấy cây này Hiền ít khi nào Hiền ăn lắm. Đó. Đây. Đây cần đây. Cái gì đâu mà ngã ngược vậy cưng. Đứng dậy. I don't like it like that, you know. Need to stand up. It will. Should be healthy this time, right, boss? Yeah. Đó.
and chilies. Và đây là chậu ớt của Hiền. Squirt. You gotta keep the water on them every day now, Hin. Otherwise, I'll die. Me, is that? So, I'll keep an eye on them. Oh my god. You chow ớt cay quá. What a chili. Ah. Oh. Get her out. I thought it was Elwood. Ow. Này, cái chậu ớt của Hiền á, ít đất quá à. Bây giờ mình phải bỏ thêm đất vô. Bỏ này đầy đất luôn. Đó. Cái này nhìn giống mướp quá vậy ta, phải mướp không? It's a white stuff, the stuff that they use to protect the stuff around. It's white thing. Yeah, okay. Is it foam? Yeah, is it firm? No. I thought it's firm. I don't think so. Feel like. Doesn't have chemical in there. Don't know. Đó. Tới. I think that they on wet, but they should be good. Rồi, xong rồi đó. Ây da. Have an early shower. Oh, yeah. You gonna water that one too? Wow, this bitter veggie is getting really crazy. Yeah. That basil looks like it needs some water, doesn't it? Yeah. These two basil, they're all this thick. Yeah, this needs some water. Oh my god, the birds even attack our young ones now. Yeah. I think they want to check to see if it's ready. Oh, that's the life of a farmer. You'll have to get yourself a shotgun. Is it, Bob? Farmer Hin. Farmer Hin. Anh kêu Hiền là nông dân kìa, nông dân Hiền kìa. À. What a beautiful afternoon. Yeah, it is. Buổi chiều, giờ buổi chiều cả nhà ơi. Nhìn yên bình quá trời luôn á. Can hear Elwood talking over here. Oh, he's just having a bit of a talk to himself. Chồng thì nói Elwood đang tự nói chuyện một mình kìa. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem cái phim này nha. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.